Dạ không con, có chuyện gì không con? Dạ, để nó ngân qua nó kêu. À, nhóc qua gọi cô Thủy kêu gọi cho cô Xuân gấp cái thì cô nhờ cái ai biết à. Yeah.
một phần lấy đi lấy lại, như vậy mới lại giúp chúng ta có cơ hội đang mua. Nếu như cuộc họp chúng ta cảm ơn cuộc họp và là những người này như tình biết tiếng sự này, nếu như chính từ ngoài nó tiếp vào chắc sẽ được chúng ta chiếc quỷ đó thắng thật chiếc này đâu những này như mà cũng đã biết rồi. Nhị ca, nhị tổ ở kia này và là chúng ta làm việc chúng ta làm cổ làm cổ chúng ta. Thank you.
Thank you.
Thank you.